Bảng giá xe, chương trình khuyến mại mới nhất của những chiếc xe Toyota Corolla Altis nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan trong tháng 12/2023. Thì sao ạ? Một chương trình xả kho cực lớn, những model của thế hệ chưa nâng cấp giảm lên gần 100 triệu đồng. Trong khi đó, những model vừa ra mắt nâng cấp thêm mới thì Toyota Altis vẫn được trừ bằng tiền, tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ và những phụ kiện tùy chọn. Vậy trả góp là 0% nữa thì khuyến mại trong tháng 12 là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng cập nhật chương trình của Altis ngay sau đây. Toyota Việt Nam nhập khẩu Corolla Altis nguyên chiếc từ Thái Lan, xe trang bị khối động cơ 1.8 kết hợp hộp số CVT vô cấp cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nào, giá niêm yết, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại phần khuyến mại đi ạ. Giá niêm yết của thế hệ nâng cấp mới với rất nhiều cái đầu xe, anh chị nhìn thấy hiện đại không ạ? 1.8G đi, 725 triệu đồng. Trong khi đó người Anh 1.8V sẽ là 780 triệu đồng. Còn đến với 1.8 Hybrid sẽ là 870 triệu đồng. Anh chị nào yêu thích màu trắng ngọc trai thì có mức giá niêm yết cộng thêm 8 triệu đồng. Chúng ta quay thời gian trở lại một chút cho những chiếc chưa nâng cấp. Toyota Corolla Altis 1.8G 719 triệu đồng, 1.8V 765 triệu đồng và 1.8 Hybrid 860 triệu đồng. Đây đó chính là cái thời điểm vàng. Chúng tôi xả kho những chiếc xe Altis chưa nâng cấp lên đến gần 100 triệu đồng, áp dụng cho những chiếc Hybrid hay những chiếc 1.8G. Chúng tôi cũng xả kho đến 6-7-80 triệu đồng, tùy từng màu sắc, từng thời điểm anh chị liên hệ. Và quay trở lại nữa với phiên bản Altis mới nhất hiện nay, chúng tôi trừ thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng tiền mặt, tặng phụ kiện. Con số chính xác là như thế nào? Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Nếu anh chị nào mà muốn tận dụng tài chính thì chúng ta sẽ quay với gói trả góp 0% với thời gian vay anh tận 8 năm, vay đến 85% giá trị xe. Cứ đúng 250 triệu đồng, anh chị mang đến đây là một chiếc Altis ở thế hệ mới đã nằm trong nhà anh chị rồi. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Chúng tôi hỗ trợ trả thẳng, trả góp, giao online, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Còn bây giờ nào, chúng ta cập nhật nhanh một chiếc Altis ở thế hệ mới. Xin mời anh chị. Được Toyota Việt Nam nhập khẩu Corolla Altis 1.8V 2024 nguyên chiếc từ Thái Lan, xe trang bị khối động cơ 1.8 kết hợp hộp số CVT vô cấp, vừa cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu với tiêu chuẩn khí thải lên đến Euro 6. Không chỉ có vậy, hộp số CVT mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa với khoảng 5,3 lít trên 100 km. Vậy thế hệ mới thì có những cái an toàn tuyệt vời là như thế nào? Đầu tiên nào, chúng ta sẽ ngắm nhìn ở phần phía đầu xe đi ạ. Có thể thấy ngay được rằng anh chị nhìn cái phần mắt cáo rất dày ở cái phần mặt ca lăng ở phía trước không ạ? Nó trông như những cái vây cá này đúng không? Trông rất khỏe nhá. Và những cái hốc đèn này anh chị nhìn hình chữ C này, Corolla, viết tắt của chữ Corolla luôn. Rất thể thao, khỏe khoắn, sang trọng và bề thế. Chắc chắn rồi, xe Altis 1.8V vẫn trang bị cụm đèn bi LED cho cả chóa pha và cho cốt, kết hợp giải LED ban ngày lên đến 2 giải nhá. To bản, 2 giải, xin nhan. Nào, tiếp tục nào. Đây là toàn bộ mặt ca lăng phía trước. Logo Toyota Opmeca, bên trong sẽ là hệ thống Toyota Citizen, vừa cho khả năng cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động bám đuổi xe phía trước. Với những công nghệ an toàn dùng cả hệ thống Toyota Citizen với những cái camera quét ở phía trước như thế này, giúp chúng ta là di chuyển an toàn hơn. Ở phần đầu xe thì đã nổi bật, đã đẹp như thế rồi, thì phần thân xe chúng ta sẽ thấy điểm gì ạ? Đây, máy quay sẽ quay để thấy cái sự trường xe, trường dáng đúng không? Trông rất bề thế, nổi bật. Sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc Corolla Altis sẽ cho chúng ta thấy được rằng là ở phần la răng lên đến 17 inch dạng phay đúc, mà xe trang bị lốp Michelin, êm ái, bám đường với những cái thông số kỹ thuật. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đó, anh chị có thể nhìn thấy không ạ? 225/45R17, la răng phay đúc lên đến 17 inch dạng thể thao, kết hợp với 4 bánh phanh đĩa với những công nghệ an toàn như là kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc. Và đặc biệt nhất, Toyota thì có hệ thống kiểm soát lực kéo rất hay luôn. ABS, EBD thì chắc chắn là có rồi. Xe thế hệ mới của chúng ta không chỉ mặt ca lăng mới, la răng mới, mà còn tích hợp thêm hệ thống cảnh báo điểm mù, kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, giúp cho chúng ta di chuyển xe, quan sát an toàn hơn ở những cái phần điểm mù. Altis thì luôn được ưu ái với những cái đường viền mạ chrome sang trọng và sáng bóng như thế này. Tay nắm cửa cũng vậy,
được tích hợp thêm những cái cảm ứng nhiệt vân tay. Ốp mạ chrome nổi bật. Cái tiếng cửa anh chị có thể thấy không? Đóng rất chắc nhá. Đó, đây. Đây là nội thất ở bên trong. Sedan hạng C cực kỳ là cao cấp, nhập khẩu, hệ thống màn hình giải trí mới, phanh tay điện tử. Lúc nữa thì chúng ta sẽ ngồi vào bên trong. Ở phần bên phía cánh trước đây rồi, cánh sau này. Anh chị nhìn này, anh máy quay sẽ quay ra đây. Chúng ta sẽ đi ra đây để nhìn thấy được. Đó. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Nó sẽ rất rộng nhá. Ngồi là hàng sau có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, cũng như là hai cái cổng sạc nhanh Type C kìa. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và gì nào? Trong cùng phân khúc như thế này, hiếm khi mà sedan hạng C được hỗ trợ cái phần rèm che nắng ở phía sau lắm ạ. Rất hiếm nhá, 1.8V 780 triệu đồng thôi mà đã trang bị như thế này rồi. Đây là toàn bộ phần đuôi ở phía sau. Đuôi ở phía sau thì Toyota Corolla Altis sẽ có logo là Corolla Altis này, 1.8V này, với 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau kết hợp 2 cảm biến góc trước. Thì chúng ta còn có hệ thống camera dẫn lùi ở phía sau với những cái vạch dẫn hướng, cụm đèn hậu LED căng ngang với những cái đường viền mạ chrome như thế này. Và chúng ta sẽ có gì ở đây nữa nào? Nút bấm điện nhá, để chúng ta mở điện ở phía sau này. Chưa hết đâu anh ạ. Đây là cái không gian cốp ở phía sau để được đến hai bộ gôn luôn. Chúng ta cùng xem lốp sơ cua có những cái dòng nhập khẩu nào. Kích tuýp lốp tay quay này. Lốp sơ cua này, nguyên đai nguyên kiện đúng không ạ? Rất là chắc chắn, khỏe khoắn. Đấy, anh máy quay sẽ quay một vòng. Chúng ta sẽ cùng quay một vòng. 5,39 lít trên 100 km. Nó là điều tuyệt vời rồi. Rồi quay đến phần đầu xe nào. Khỏe khoắn, thể thao, bề thế. Toyota Corolla Altis thế hệ mới nhất 2024, 1.8V, nhiều nâng cấp, mà giá thì đang trong nằm trong đợt xả kho khuyến mại cực lớn. Bên trong nội thất là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong nội thất của chiếc Corolla Altis 1.8V phiên bản nâng cấp mới nhất. Ngay từ phần tapi cửa này, nhìn vào chúng ta thấy những cái đường tay cầm này to bản, sơn bóng, viền mạ bạc như thế này, hoặc tay nắm cửa. Kính thì 4 kính auto một chạm này. Chốt khóa cửa, chốt khóa kính cũng như chỉnh gương điện, gập điện rồi. Thì nhìn ngay vào bên trong này, chúng ta sẽ thấy ngay được cái phần chip Odo đã được chỉnh xuống dưới. Hệ thống đèn AH hoặc là chỉnh góc đèn theo số lượng người ngồi. Thì chúng ta còn có thêm ở ghế điện. Ghế điện của Altis được ưu ái khi mà chỉnh điện lên đến tận 10 hướng, có bơm tựa lưng. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Vô lăng thì được khâu bọc da và chỉnh điện, chỉnh lên đến 4 hướng. Kéo ra kéo vào. Đây là bảng đồng hồ mới này. Bảng đồng hồ mới sẽ tuyệt vời là như thế nào? Cũng như màn hình giải trí mới, chúng ta sẽ ngồi ở bên trong. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện nội thất mới nhất của chiếc Altis 1.8V mới nhất hiện nay, thế hệ nâng cấp mới. Khi mà bước vào thì chúng ta sẽ thấy gì nào? Đầu tiên đó chính là cái bảng đồng hồ này. Anh chị nhìn thấy cái giao diện nhá. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn mới dạng thể thao. Và chúng ta sẽ có đến tận 3 cái phần cài đặt cho các người lái khác nhau nhá. Anh chị sẽ thay đổi được. Đấy, ví dụ người lái thứ hai này khác nhau này. Từng giao diện khác nhau mà. Đó, đúng không ạ? Rất nhiều cái thay đổi khác nhau. Số 3. Đó, anh chị nhìn đó. Mỗi người để theo ý của mình, theo từng lựa chọn khác nhau một. Đó là chính bảng đồng hồ. Toàn bộ màn hình này là màn hình digital hết luôn ạ. Cả một màn hình dài này luôn anh chị nhá. Rồi, tiếp tục nào. Vô lăng. Trên vô lăng thì chắc chắn sẽ có hệ thống Toyota Safety Sense DRCC. Kích hoạt giọng nói hay là volume, thoại rảnh tay. Đèn thì tự động rồi. Cũng như gạt mưa, bản V đã là tự động rồi. Thì chúng ta có một màn hình giải trí như trên bản Toyota Cross nhé. Có CarPlay, Android Auto 0 giây. Và hệ thống cảnh báo chống trộm ở đây này. Nó sẽ tích hợp cái đèn xuống đây. Hệ thống điều hòa tự động thì hai vùng độc lập. 24,5 độ này, 27 độ này. Sẽ khác nhau nhé. Đó chính là phần điều hòa. Chìa khóa thông minh. Engine start top. Chúng ta có chế độ lái Sport. Đó, khi ấn Sport thì cái xe anh chị nhìn này, nó sẽ nâu mờ, nó Sport. Anh chị nhìn không, nó sẽ thay đổi. Nhìn cái giao diện mắt nhìn rất thích. Xe của tương lai mà. Đây nhà Văn Hội ấn lại này. Xe của tương lai. Xe của tương lai. Các chế độ lái Eco, Sport. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Hệ thống cân bằng điện tử. Đây, kiểm soát lực kéo cân bằng điện tử. Đấy, tắt điều khiển lực kéo cả. Anh chị nhìn thấy không ạ? Rất rõ ràng luôn nhá. Eco Sport đánh dấu rất nổi bật luôn, rất trực quan nhá.
Hộp số thì là hộp số tự động có camera lùi rồi, camera lùi có vạch dẫn hướng mà anh chị nhìn là nó nét đúng không ạ? Rất nét luôn anh chị nhá. Nó siêu nét luôn đấy ạ. Đó, cũng như là chúng ta có giải số M. Hệ thống auto hold, giữ phanh tự động cũng như là phanh tay điện tử thì là điều tuyệt vời rồi. Chúng ta có học đề đồ ở giữa to bản. Học đề đồ ở giữa rất to bản. Ghế chỉnh điện 10 hướng này. Rất tuyệt vời. Hay như cái phần phía sau đây. Anh chị nhìn thấy phần phía sau đây không ạ? Đó, phần đèn đấy. Cửa gió này, hai cái phần cắm tẩu ở phía sau này. Chúng ta để sạc nhanh. Rất tuyệt vời luôn. Ghế có thể ngả lên nhá. Ghế có thể ngả ra. Cốp phụ đây. Đây là phần cốp phụ. Rộng rãi. Các đường viền ở đây. Anh chị nhìn phần đường viền này. Rất rõ ràng. Từng đường kim mũi chỉ luôn. Rất rõ ràng. Tay số thì là sẽ bọc da. Tay số ở đây bọc da này. Đó, rất tuyệt vời. Gương điện tự động chống chói. Gương điện thì tự động chống chói rồi. Đó, chúng ta ở trong này thì sẽ có đèn khi mà chúng ta mở lên. Rất hay đúng không ạ? Chúng ta có phần đèn hai bên luôn. Đấy, anh chị nhìn rõ luôn, bật đèn lên. Đó, nhìn rất sáng luôn. Đúng không? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đây nó chính là tổng quan giao diện nội thất bên trong của chiếc xe Toyota Corolla Altis 1.8V thế hệ nâng cấp mới nhất 2024. Rộng rãi, sang trọng và nổi bật. Còn bây giờ nào, chúng ta sẽ sang ngay phần tổng kết. Xin mời anh chị. Vừa rồi đó chính là chia sẻ rất nhanh về chiếc Toyota Corolla Altis 1.8V thế hệ nâng cấp mới nhất 2024.